triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc 350 tỷ đồng trong mùa Euro. Công an đã phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc ở tỉnh Lào Cai, xác định chỉ trong một tháng mùa Euro, các con bạc đã đặt cược 13.390 lần với tổng số điểm là 7.896.622 điểm, tương đương với khoảng 350 tỷ đồng. Ngày 11 tháng 7, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an cho biết vừa phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai và các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và hoạt động đánh bạc cá độ trực tuyến trên trang mạng Bóng 88 và bắt giữ 8 nghi can. Theo đó, các nghi can bị bắt giữ gồm Nguyễn Thế Hoàng, Bùi Tuấn Vũ, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Công Thành cùng trú tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, Nguyễn Ngọc Tuấn, ngụ tại thành phố Lào Cai, Nguyễn Quốc Thịnh, thị xã Sapa, Trịnh Việt Tiệp, Khổng Quốc Việt, cùng ngụ tại thành phố Lào Cai. Ngày 9 tháng 7, Ban chuyên án đã chia 8 tổ công tác, huy động gần 150 cán bộ chiến sĩ đồng loạt đột kích vào 10 địa điểm và bắt giữ các nghi can này. Quá trình khám xét khẩn cấp, công an tạm giữ 860 triệu đồng tiền mặt, 4 xe ô tô, 13 điện thoại di động, 6 máy tính, 18 thẻ ATM, 1 modem Wi-Fi, 3 đầu thu camera, 5 gói bột màu trắng, 1 két sắt. Theo Công an tỉnh Lào Cai, qua khai thác dữ liệu thông tin, tài khoản MasterSub 22 của trang web cá độ bóng đá trên là do nghi can Bùi Tuấn Vũ cung cấp. Công an đã xác định từ đầu tháng 6 năm 2021 đến ngày 8 tháng 7 năm 2021, các con bạc đã đặt cược 13.390 lần với tổng số điểm là 7.896.622 điểm, tương đương với khoảng 350 tỷ đồng. Theo cơ quan công an, khoảng đầu tháng 6 năm 2021, lực lượng trinh sát phát hiện trên địa bàn tỉnh Lào Cai có một nhóm có biểu hiện nghi vấn hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên trang mạng Bóng 88. Các nghi can sử dụng tài khoản tổng đại lý và các tài khoản con bạc để hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên các trang mạng Bóng 88. Các tài khoản cấp trên có thể tạo và theo dõi tài khoản cấp dưới. Mỗi tài khoản có thể do một hoặc là nhiều người cùng quản lý để ăn chia tiền thắng thua từ các con bạc. Ngoài ra, thông qua mối quan hệ xã hội, các nghi can còn giới thiệu và chia tài khoản con bạc cho nhiều đối tượng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Các đối tượng đăng nhập tài khoản đại lý tại các link wabi88.com, bi88ag.com, vi88ag.com.fairly88.com để chuyển điểm đô. Các nghi can quy ước, quản lý các kèo đặt cược, quản lý thắng thua và hoa hồng của các tài khoản đại lý, tài khoản con bạc. Theo công an, tổng đại lý bán điểm đô cho các đại lý với giá thấp nhất là 20.000 đồng một điểm đô. Các đại lý bán lại cho các con bạc với giá thấp nhất là 50.000 đồng một điểm đô. Các con bạc đăng nhập tài khoản thành viên để đặt cược các kèo bóng, xem kết quả thắng thua và hoa hồng nhận được.